Xin chào cả nhà. Lời đầu tiên, máy ấm TT xin được kính chúc quý khán giả, cô chú, anh chị, bạn bè gần xa thật nhiều sức khỏe. Dạ thưa cô chú và cả nhà, hôm nay là ngày 2 tháng 5. Chị Châu ở dưới quận 7 lên thăm các em cún nhà mình. Và nãy giờ khi mà chị đến đây, chị cũng cho các em ăn bánh mì sữa rồi vui chơi với các bé, ôm ấp vuốt ve các con. Và bây giờ chị có ngỏ lời với Ti là thôi mình cùng nhau dắt nhau về máy ấm TT ở Củ Chi để thăm các con. Chị có chia sẻ với Ti là ở dưới máy ấm TT coi trên những cái video clip á, chị cũng kiểu như sao chị? Cũng muốn biết đến một lần. Muốn đến một lần trong đời. Để coi các bé ở đó sống như thế nào. Biết là nó rất là ồn. Chị có lòng thì em cũng có một hai. Bây giờ hai chị em mình cùng dắt nhau đến máy ấm TT thuộc xã Tân Hạnh Đông, huyện Củ Chi. Cô chú và anh chị cùng đón chờ xem khi mà Ti với chị Châu đến thì các bé ở máy ấm sẽ chào mừng mình như thế nào ha cô chú và anh chị. Cảm ơn mọi người. Cái đó là nước mía sầu riêng á. Cái kẽm nó cũng đồng khách lắm á. Mía sầu riêng hả? Đúng rồi. Nếu mà tính ra nước mía sầu riêng cũng có 15 ngàn lấy giờ chứ đâu có đắt. Chỗ anh hai đó. Tôi hay uống nước mía sầu riêng mà tay trái em chưa chết tới chợ tập thương hội á. Bây giờ nó làm con lương á, nó đi được nó là không có mùi. Đó, chó ở dưới quê nè. Tay được quay đường luôn. Nhiều khi em có mình đâu có ai quay cho em phải tự quay. Làm thì rất rẻ đúng không? Chẳng biết nữa. Em thôi đại trên mạng á, lúc đầu á mà xuống đây nó chán tới mồ luôn, tại vì mình dân phố vắng que đêm không có một bóng ma nổi trơn á. Đúng rồi, giờ đỡ nè, tại vì nó làm mấy cái công trình trong đây nè. Mình đi vòng không, lượn vòng đi ha. Cái này chảy lúa với chảy xe được. Với người ta mà san lấp mặt bằng á, cái đất cát hay là gì ở ngoài sông nó vô là hướng này. Này sông lớn. Ra ngay sông Cầu Sáng á. Cái này cũng đi sâu trong đó ha. Dạ đúng rồi, mà trong đó khó đi. Đúng cái đường nó vừa cái xe máy à, mình đi không được đâu. Dân sống ở đây họ mới đi được. Mấy người này như ở đâu người ta đến thuê, còn đất ở đây là người chủ khác. Đúng rồi. Đẹp quá trời ha. Người lạ lại là sủ cũng sình, tại tôi thấy em đang mất cái nước. Tại vì đông quá mà làm sao mình la được đứa này đứa kia. Cái rọt đi xuống coi cái rồi lại thương mấy đứa nhỏ nha. Xong dẫn đi trở lên là đi ra luôn á. Rồi. Chở lâu nó sủ mệt dữ lắm. Vậy là cũng hơi phiền mấy người. Không.
Dầm đi ra ngoài đi. Con bị rồi. Dạ cô chú và anh chị, Ti và chị Châu đã đi ra phía bên ngoài rồi. À chị Châu nêu một chút xíu cảm giác khi mà bước vào máy ấm Ti Ti á. Với khán giả mình đi. À, vô thì thấy mấy đứa thương lắm. Mà quá trời đông. Chủ trạm cũng phải là người như là có tấm lòng nhân hậu, thương động vật mới nuôi kiểu đó mấy trăm đứa. Nhà tôi có 10 đứa mà tôi nuôi tôi cũng chết rồi, chứ đừng nói mấy trăm đứa mà phải lo về kinh tế cho tụi nó ăn, không để cho tụi nó đói nữa. Hồi nãy chị vô các bé nó mừng chị, nó quá mừng trời quá trời, có mấy con chó lớn lắm nó đứng nó cản cản cản, ý là nó muốn mình vuốt ve nó mà mình cũng sợ nó bự quá, chẳng giống nó giống gì em à rốt đó chị, bự quá. Hồi nãy nè bé Lu nè, Bobby nè, chúng ta bán đó hả? À lúc đầu á bé Bobby á thì là nó bị bỏ rơi ở dưới bình chánh. Lúc trước á khi mà em cứu em quay clip á là nó ốm nhom nhách à. Nhưng mà nó được chữa bệnh đó. Xong rồi bây giờ nó khỏe mạnh mập mạp như vậy. Còn bé Lu á là con chó mà nó ủi ủi nó cạp người chị đó. Đó là Lu Bình Dương, là hồi xưa là chủ của nó nuôi, chủ nó chắc cũng nhà giàu. Nuôi nhưng mà tại vì nó đi cánh gà của người ta đó, chủ nó xích lại đứt cái cổ. Rét sâu một miếng luôn là mình cứu về. Còn hằng hằng quậy với là cái thằng mà mới em mới bước vô mà nó nhảy với người em, nó cạp cạp tay chân em chạy hết trơn luôn nè cô chú và anh chị. Là lúc trước cứu nó trên xe lò mổ. Đó là mấy bé cứu lớn nó cứ kiểu như là khi mình đi vô đó cô chú và anh chị, và mình muốn chị Châu muốn bước ra để về đó, thì những em cuốn của mình nó cứ ủi vô người mình, nó cản, nó không cho mình đi ra. Nó mà không dám rờ. Sợ quá đúng không? Chú chó lạ. Mình thì mình không có sợ chó, nhưng mà thật ra hồi nãy đông quá rồi nó sủa mình cũng, nó ủi ủi mình cũng hết hồn. Đúng rồi. Tại vì mình nuôi có 10 con mà mình không có sợ, nhưng mà nó làm mình cũng giống như bị khủng hoảng. Đông quá mấy trăm con mà. Bây giờ em với chị Châu mình về Ti Ti phép xong rồi à. À cả nhà mình ơi, chị Châu có nhận nuôi hai em cún ở mái ấm Ti Ti. À và Ti là rất là vui khi mà có người nhận nuôi các con cô chú và anh chị. Em chúc trước ha cả nhà. À em cũng cảm ơn chị nhiều. À chúc chị nhiều sức khỏe nè, cảm ơn chị đã đến thăm mái ấm. Thôi bây giờ mình về coffee ha. Ha cô chú và anh chị, bây giờ mình đi cùng đi về coffee. Ở ngoài đầu đường có một quán nước mía sầu riêng rất là ngon cô chú và anh chị. Ti với chị Châu ghé đây để mua 2 ly cho chị Châu thưởng thức vị nước mía sầu riêng của Củ Chi ha cả nhà. Ti mới chị Châu vừa vô máy ấm khoảng 15 phút thôi cô chú và anh chị. Các em cún nó nhảy lên nó mừng rỡ, mình dơ hết quần áo. Chị Châu cũng vậy luôn cả nhà. Thì có chia sẻ với các bạn và các anh chị, nếu mà có đến máy ấm Ti Ti chơi á thì cả nhà mặc đồ đen, chứ nếu mà mặc đồ trắng là dơ hết cô chú và anh chị ơi. Cái mình đi ha. Đi là cho biết. Mày mốt có dịp đi nữa đi cho biết. À dạ dạ. Mà cái mặt nó ghét lắm.